TikToker 2,5 triệu follow đòi nhảy ở Quốc Tang, ra mặt đính chính, vẫn bị ném đá. Nữ TikToker sở hữu 2,5 triệu người theo dõi, vừa khiến dư luận bức xúc khi có bài đăng phát ngôn kém duyên, giữa lúc người dân đang vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Tổng bí Nguyễn Phú Trọng, cả nước đang quốc tang. Người dân đang cùng chung niềm tiếc thương đến vị lãnh đạo đáng kính Nguyễn Phú Trọng, khi Tổng bí thư vừa qua đời và cả nước đang quốc tang. Mọi sự kiện văn hóa giải trí, vui chơi đều được các nghệ sĩ, TikToker rời lại, tránh đăng tải và có những hoạt động, bài đăng vui vẻ, giỡn hót trong thời điểm này. Tuy nhiên mới đây, một nữ TikToker có hơn 2,5 triệu người theo dõi, lại có phát ngôn khiến netizen sốc nặng, chỉ trích cô kém duyên bởi thái độ của mình. Theo đó, trên các trang mạng xã hội, đang lan truyền hình ảnh dòng trạng thái được TikToker Đan Phương đăng tải, người sở hữu lượng follow khủng trên TikTok, với nội dung là những clip nhảy nhót, khoe nhan sắc và vũ đạo siêu cuốn. Cụ thể, Đan Phương viết status đầy phản cảm trong tình cảnh đặc biệt hiện tại, nội dung, hết quốc tang chưa, nhảy được chưa ạ? Ngay lập tức, bài đăng nhận về hàng loạt lượt thả phẫn nộ, cho rằng cô ăn nói vô duyên, không suy nghĩ. Sau khi nhận về sự chỉ trích gay gắt, Đan Phương ngay sau đó đã có bài đăng cho rằng cô bị giả mạo, thật ra status cô đăng tải là một tài khoản fake cô. Nữ TikToker đính chính, hiện tại đang có một số ACC giả mạo mình để câu like câu view, trong ngày đất nước đang có chuyện buồn. Mong mọi người chú ý cảnh giác những thành phần LGD ảo nhé. Tuy nhiên dân mạng vẫn không buông tha cho Đan Phương, dưới phần bình luận, nhiều người tung ra hàng loạt bằng chứng khẳng định cô chỉ đang lấp liếm. Theo đó, nhiều người soi ra được, nick chính chủ của Đan Phương vẫn follow nick phụ đăng status phản cảm bên trên. Tiếp nữa, phần mô tả, Đan Phương có để số tài khoản công việc, y hệt với số tài khoản ở nick mà cô cho là fake. Tuy nhiên, netizen đã nhanh chóng chụp màn hình và để thẳng bằng chứng dưới phần bình luận. Người dùng hiện tại đang vô cùng bức xúc, bởi cho rằng cô đăng bài viết sau đó xóa, lại còn lấp liếm không chịu nhận lỗi. Nguyễn Đan Phương sinh năm 2002, tên thật là Nguyễn Mai Thủy Dương, từng là sinh viên học ngành kế toán tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Sở hữu vẻ đẹp nổi bật cùng phong cách nhí nhảnh đáng yêu, cô nàng nhận được đông đảo sự quan tâm và yêu mến. Mỗi video trên TikTok của Đan Phương thu hút hàng trăm nghìn tới hàng triệu view và nhận về vô số phản hồi tích cực. Ngoài ra, cô nàng từng góp mặt trong nhiều video của người bạn hát TikToker gấm Kami và Quỳnh Ali. Nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt trong trẻo, sự thân thiện dễ gần khiến cô nàng luôn thu hút người đối diện. Không chỉ vậy, Đan Phương còn sở hữu vóc dáng cân đối cùng phong cách trẻ trung. Đây được coi là điểm cộng rất lớn giúp Phương trở thành mẫu ảnh và hợp tác với nhiều nhãn hàng để quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, sau thị phi mới đây, Đan Phương dường như đã mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng. Dù đã đính chính và khẳng định bản thân không làm những hành động này, nhưng hot girl vẫn khó lấy lại được lòng tin từ dân mạng. Trước đó, đã có nhiều đối tượng bị triệu tập vì có phát ngôn sai phạm về quốc tang. Gần đây nhất, công an quận 10, quận 12 triệu tập, mời làm việc đối với 3 đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu, đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các đối tượng bị triệu tập gồm DQV, sinh năm 1985, ngụ quận 10, TMK sinh năm 1985, ngụ quận 12, TTN sinh năm 1986, ngụ TP Thủ Đức. Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an quận 10 và công an quận 12 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với DQV 7,5 triệu đồng và TMK mức phạt 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Nguyễn Ngọc Huyền My, em gái Cường Đô La, từng lọt top tỷ phú 8X giàu nhất Việt Nam nổi tiếng là vậy, nhưng ít người biết rằng, Cường Đô La còn có một cô em gái giàu có không kém gì anh trai. Cô là một trong những cánh tay phải của người mẹ Nguyễn Thị Như Loan. Nhiều người khá bất ngờ khi biết bà Nguyễn Thị Như Loan còn có một cô con gái ngoài cậu con trai Cường Đô La. Điều này dễ hiểu bởi bấy lâu nói đến Quốc Cường Gia Lai, gần như ai cũng chỉ nghĩ đến cậu thiếu gia Cường Đô La với thú chơi siêu xe xa xỉ. Thực tế, Cường có một cô em gái tên Nguyễn Ngọc Huyền My, sinh năm 1983, là một nữ doanh nhân có tiếng. Huyền My ít được nhắc đến vì cái bóng của bà Nguyễn Thị Như Loan và Cường Đô La quá lớn. Nhưng xét về năng lực, cô gái này không hề thua kém anh trai hay mẹ, thậm chí có phần nhỉnh hơn Cường. Nhiều tờ báo đã viết rằng, ban đầu khi mới đặt tên doanh nghiệp là Quốc Cường Gia Lai, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu con trai duy nhất của mình Nguyễn Quốc Cường, nhưng điều này dường như không mấy khả quan. Nguyên nhân được cho là Cường không chịu nổi áp lực kinh doanh cũng như đối đáp khách hàng. Cường sau đó đã chính thức rút chân khỏi mọi vị trí trong công ty gia đình và đi theo định hướng riêng của bản thân. Cùng lúc đó, cô con gái út Nguyễn Trần Huyền My đã xuất hiện với vai trò là cánh tay phải của bà Loan. Huyền My được xem là nhân vật trọng yếu của tập đoàn nhà Cường Đô La, khi luôn cố vấn cho bà Loan trong những thương vụ lớn. Năm 2013, dù không nắm giữ vị trí chủ chốt tại Quốc Cường Gia Lai, Huyền My vẫn được xem là trụ cột của tập đoàn. Em gái Cường Đô là sở hữu đến 180.000 cổ phiếu QCG, tính đến 2013. Cô cũng thường góp mặt trong các giao dịch dòng tiền của tập đoàn này. Ngoài ra, em gái Cường Đô La còn đứng tên một số doanh nghiệp quan trọng trong hệ sinh thái Quốc Cường Gia Lai, nổi bật là công ty cổ phần đầu tư Quốc Cường Land, với vai trò phát triển và phân phối các dự án bất động sản cho Quốc Cường Gia Lai. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 trước đó của Quốc Cường Gia Lai, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, Nguyễn Ngọc Huyền My nhận tạm ứng 98,3 tỷ đồng và trả tạm ứng 71,7 tỷ đồng. QCG cũng phải nhận tạm ứng cô, số tiền lên tới 773 triệu đồng. Không chỉ vậy, số tiền khủng nhất phải kể đến là giao dịch của Huyền My với QCG lên tới gần 191 tỷ đồng. Số tiền này được ghi nhận là thu trước. Quý 2 năm 2013, Huyền My vừa là con nợ vừa là chủ nợ của tập đoàn này. Cụ thể, Nguyễn Ngọc Huyền My cho QCG vay hơn 102,6 tỷ đồng.
Năm 2020, Huyền My là cổ đông lớn thứ hai ở Quốc Cường Gia Lai chỉ sau bà Loan. Thời điểm đó cô nắm giữ gần 39,4 triệu cổ phiếu, tương đương với 14,3% vốn quy CG. Cùng lúc, Cường Đô La khi ấy chỉ giữ 0,2% vốn quy CG Huyền My, hiện tại là vợ của doanh nhân gốc Hoa, Lâu Đức Duy sinh năm 1980. Chồng cô đứng sau công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ Đại Nam, sở hữu loạt bất động sản nổi tiếng tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh như khách sạn Lavender, Lavender Shop, chung cư Amina, khách sạn Central Lavender. Không chỉ có vậy, vợ chồng Huyền My còn thường xuyên cho doanh nghiệp của nhà đẻ những khoản tê yền lên đến hàng nghìn tỷ đồng mà không hề tính lãi suất, trở thành chủ nợ lớn của Quốc Cường Gia Lai. Con gái của bà Nguyễn Thị Như Loan từng nằm trong top 10 doanh nhân 8X giàu nhất Việt Nam năm 2015, top 100 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán. Mặc dù giữ vai trò lớn tại Quốc Cường Gia Lai, là một trong những nữ doanh nhân trẻ thành đạt nhất Việt Nam, nhưng Nguyễn Ngọc Huyền My rất ít khi xuất hiện trước báo giới. Tuy nhiên trong những hình ảnh hiếm hoi từng được tiết lộ trước đó, có thể thấy em gái Cường Đô là sở hữu ngoại hình xinh đẹp không hề thua kém bất kỳ mỹ nhân nào. Ngày 19 tháng 7, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét với bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Được biết, quyết định trên nằm trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. Sáng cùng ngày, hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên và viện kiểm sát đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bà Loan ở biệt thự trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, với nhiều thùng tài liệu, giấy tờ được thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Trước thông tin này, anh em Cường Đô La, Huyền My đồng loạt giữ im lặng, không có bất cứ chia sẻ liên quan nào. Trên mạng xã hội, vợ chồng Đàm Thu Trang còn ẩn hết tất cả các bài đăng, đồng thời khóa bình luận trang cá nhân. Đây được cho là động thái tránh bão của các con bà Nguyễn Thị Như Loan giữa thời điểm nhạy cảm. Thầy bói sợ ma xem tướng cho hàng du mục, phán câu xanh dờn về hôn nhân gia đình TikToker thầy bói sợ ma, có những phát ngôn về hàng du mục khiến cư dân mạng xôn xao. Vốn là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, với khả năng xem tướng, nói đúng sự việc trong quá khứ lẫn hiện tại của nhiều người, nên đoạn clip nhanh chóng viral. Người dùng mạng xã hội đang vô cùng xôn xao trước đoạn clip cắt ra từ livestream của TikToker thầy bói sợ ma, nói về hàng du mục. Thầy bói sợ ma là nhân vật gây bão thời gian qua với những màn xem tướng, nói chuyện tâm linh đầy rợn người trên mạng xã hội. Sở hữu lượng người theo dõi khủng, lên đến hơn 1,4 triệu người, thầy bói sợ ma nhanh chóng được nhiều người biết đến và tin tưởng. Theo đó, nữ TikToker thầy bói sợ ma có tên thường gọi là Kiều Phương, cô khi giao lưu với khán giả, đã có những nhận xét về hàng du mục thông qua tướng mặt và giọng nói. Cụ thể, cô chia sẻ, chị hàng du mục rất là xinh, nhưng chị lại có giọng nói ánh lên về đường hôn nhân tình cảm rất vất vả. Cái giọng của chị hàng rất hay, nhưng giọng chị cất lên nghe rất yếu, nghe như người đang cầu cứu, không khỏe. Giọng chị nói lên ánh giọng rất buồn, giọng run, nhưng công nhận chị hàng quá đẹp. Trước đó không lâu, hàng du mục vướng vào ồn ào bị chồng người trung tác động vật lý, cảnh tượng khi cô lên livestream bán hàng trong tình trạng tay chân bầm tím, thái độ hoảng loạn khiến netizen vô cùng hoang mang. Thầy bói sợ ma nói thêm, không biết đúng sai như thế nào, nhưng tác động vật lý vợ là sai. Hàng du mục có mặt là một, giọng là hai. Mắt tròn nhưng rất buồn, bị kéo xuống. Giọng thều thào như người sắp khóc, khóe môi thì lại úp ngược. Hàng du mục được biết đến vai trò hát TikToker. Cô nổi tiếng qua những đoạn clip quay về cuộc sống đời thường tại Trung Quốc, bên ông xã hơn 14 tê uể và 4 người con, 2 con ruột và 2 con chồng. Chính vì thế, hàng du mục cũng được xem là hát mom có tiếng, thậm chí lượt follower không kém cạnh các ngôi sao đình đám của làng giải trí Việt. Ngoài ra, hàng du mục còn được nhận xét là sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa. Trước khi bị chồng Trung Đê ánh đến thân tàn, tinh thần suy sụp, thì cô cũng được xếp vào hàng sắc nước hương trời. Trên trang cá nhân, hát mom luôn khiến người xem phải suýt xoa với hình thể chuẩn từng centimet, dù đã 2 lần vượt cạn. Các vòng của hàng du mục đều chuẩn chỉnh, đường nét cơ thể uốn lượn trông rất quyến rũ. Hàng du mục còn sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng không tì vết. Thậm chí, không ít ý kiến còn nhận định cô nàng chính là đại mỹ nữ trong làng hát mom. Sau ồn ào bị tác động vật lý, ông xã giám đốc người Trung Quốc Tôn Ngọc Bằng, anh lại tiếp tục xin lỗi vợ sau loạt hành động khó chấp nhận với hàng du mục. Cụ thể, anh chuẩn bị quà, trải hoa hồng khắp nhà. Giữa nhà, anh còn đặt một chiếc ô tô nhỏ, thêm vào đó dòng chữ bày tỏ lời xin lỗi và mong được vợ tha thứ. Tôn Bằng đã không ít lần xin lỗi vợ, nhưng sau đó anh vẫn ghen tuông vô cớ, thậm chí tác động vật lý lên vợ. Vì thế, rất nhiều người nghi ngờ trước lời xin lỗi lần này của chồng hàng du mục. Tuy nhiên, một số người vẫn hy vọng lần này Tôn Bằng biết sai và hối cải thật, mong hai vợ chồng TikToker bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau để giữ gia đình êm ấm cho các con. Mặc dù ồn ào gia đình không êm ấm xảy ra liên tục, nhưng đến nay hàng du mục chưa một lần trực tiếp lên tiếng về những chuyện này. Cô luôn chọn cách giữ im lặng, không nhắc đến quá nhiều mà chỉ bày tỏ, hãy để thời gian trả lời tất cả. Từ đầu đến cuối, chỉ có chồng cô là người đưa ra những vấn đề trong gia đình lên mạng xã hội, từ chuyện bé xé ra to. Nỗi xấu hổ đối với ngôi sao thế giới Jennie Blackpink, đối mặt với nhiều rắc rối trong sự nghiệp suốt thời gian qua. Nam diễn viên Kim Quang Kiều hẹn hò trốn công sở cùng nam ca sĩ Shin Sung Woo, vừa xuất hiện trong tập phát sóng mới nhất của show Dat ESA Flower Boy, Channel A vào tối 19 tháng 7. Trong chương trình, hai nghệ sĩ đã tới một cửa hàng để mua mỹ phẩm. Shin Sung Woo tới khu vực bày bán thuốc nhuộm tóc do Blackpink làm người đại diện, và chọn ra sản phẩm có hình Jennie.
trước ống kính, cả Shin Sung Woo và Kim Kwang Woo đều không nhận ra Jennie, liên tục quay sang hỏi nhau trong giây phút bối rối, Blackpink ư, nhưng cô gái này là ai thế nhỉ? Sau khi được ekip giải đáp thắc mắc, cuối cùng Shin Sung Woo cũng biết Jennie là nhân vật xuất hiện trên vỏ bao bì sản phẩm. Nhân cơ hội này, Kim Kwang Kyu còn trêu chọc người đồng nghiệp Shin Sung Woo, ông là ca sĩ mà lại không biết điều đó sao? Nam ca sĩ họ Shin liền đáp lại rằng, tôi không biết những ca sĩ trẻ đang hoạt động hiện nay. Giờ thì tôi biết Jennie rồi. Việc các tiền bối trong ngành không biết, tới Jennie đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Củ Sâm mới đây. Thậm chí, tờ SourceQ ngang còn giật tích nỗi xấu hổ đối với ngôi sao thế giới Jennie, ngay sau khi tập mới nhất của show That Is A Flower Boy lên sóng. Dựa vào những chia sẻ của Kim Kwang Woo, Shin Sung Woo trên chương trình That Is A Flower Boy, nhiều khán giả tin rằng hai nghệ sĩ 6X cũng không thể nhận ra ba thành viên còn lại trong Blackpink. Thế nhưng, ekip và hai nghệ sĩ sinh năm gạo cội lại, chỉ chọn ra hộp thuốc nhuộm tóc có hình Jennie, hơn nữa lại đúng vào thời điểm nước sôi lửa bỏng, khi nữ ca sĩ 9X dính chỉ trích vì ồn ào hút thuốc lá điện tử. Từ đây, một bộ phận netizen đặt nghi vấn ekip That Is A Flower Boy cố tình dựa hơi Jennie để giúp chương trình tăng độ thảo luận. Vụ việc ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp Jennie nổ ra từ ngày 8 tháng 7. Cụ thể, trong vlog trên kênh YouTube cá nhân, Jennie bị soi hành động hút thuốc lá điện tử trong phòng kín, còn nhả ra làn khói về phía nhân viên đang trang điểm cho mình. Video được chia sẻ rầm rộ khiến Jennie hứng chỉ trích, đối diện nguy cơ bị phạt, bị truyền thông Hàn quay lưng và gắn danh lạm quyền. Công ty của nữ idol phải lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn không thể xoa dịu được dư luận. Trong khi đó, một nhân viên sự kiện cho hay Jennie nhả khói ở khu vực phòng chờ cho phép hút thuốc. Theo người này, Jennie rất lịch sự hỏi mọi người rằng mình có thể hút thuốc trong phòng chờ hay không. Đến khi nhận được sự đồng ý từ nhân viên xung quanh, nữ idol liền mở cửa sổ rồi mới hút thuốc. Sau khi phả khói thuốc vào mặt nhân viên, nữ idol sinh năm 1996 cũng đã liên tục xin lỗi người này. Tuy nhiên, tờ Me Daily lại cho biết người tự nhận là nhân viên bảo vệ Jennie có bài đăng gây tranh cãi thực chất là kẻ mạo danh, đồng thời nhấn mạnh, kể từ năm 2005, lệnh cấm hút thuốc trong nhà đã có hiệu lực ở tất cả các khu vực công cộng tại Ý. Trái ngược với lời tuyên bố của người tự xưng là nhân viên, khu vực chờ trình diễn thời trang cũng bị cấm hút thuốc. Chu Thanh Huyền nhận tin giữ hậu sinh quý tử, thừa nhận chuyện làm sai trái vừa qua. Chu Thanh Huyền vợ tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải đã vượt cạn, thành công hạ sinh một bé ET dài dễ thương. Dù vậy, sau sinh, nàng oách đã gặp một số trục trặc trong việc kinh doanh. Mặc dù mới sinh em bé nhưng Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải vẫn rất chăm chỉ cập nhật thông tin trên mạng xã hội. Mới đây, bà xã Quang Hải cũng đã chia sẻ thông tin chính thức xoay quanh vụ cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng sản phẩm do cô bán ra. Cụ thể, Chu Thanh Huyền đã chia sẻ thông tin liên quan đến sản phẩm Biotin 1000 do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hân Korea phân phối. Đây cũng là công ty phân phối sản phẩm bà xã Quang Hải bán. Theo đó, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có kết luận tạm dừng việc bán, lưu thông, sử dụng hàng hóa lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên từ ngày 4 tháng 7 năm 2024. Lý do tạm dừng là vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa. Những sản phẩm trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông nếu công ty Hân Korea khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra thông báo. Giải thích về lỗi vi phạm khiến sản phẩm tạm dừng, công ty Hân Korea cho biết, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa là lỗi thông thường, không ảnh hưởng tới chất lượng hay nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Công ty này cũng khẳng định các thông tin như nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, có người dùng sản phẩm bị đau bụng, tiêu chảy mà một số trang mạng đang lan truyền là sai sự thật. Trong ngày 10 tháng 7 vừa qua, Chu Thanh Huyền cũng đã chính thức thông báo kết quả của vụ việc. Cô từng thông báo, công ty em Huyền đã đón tiếp đoàn thanh tra của Sở Y tế, Cục An toàn thực phẩm và Cục Quản lý Dược. Trong quá trình kiểm tra, các vấn đề liên quan đến nguồn gốc xuất xứ sản phẩm thì bên phía công ty em đều đạt chuẩn và an toàn. Bên em Huyền là hàng nhập khẩu chính ngạch nên tất cả thông tin về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm thì các chị em có thể yên tâm. Tuy nhiên phía em cũng có sai sót, việc in tem dán nhãn phụ của mã Biotin có phần chưa đúng, đã bị kiểm tra và bị xử lý. Vào cuối tháng 5, Chu Thanh Huyền cùng đại diện công ty Hân Korea cũng từng làm đoạn clip đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội về những thông tin xoay quanh chất lượng sản phẩm. Phía Chu Thanh Huyền và công ty khẳng định những sản phẩm đang bán đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, công khai một số giấy tờ liên quan để đảm bảo về chất lượng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng của các sản phẩm của Hân Korea đang cung cấp và Chu Thanh Huyền đang bán. Ngoài ra tất cả các giấy tờ, thông tin mà tôi vừa cung cấp, tôi hoàn toàn cam kết đúng sự thật. Nếu như có điều gì sai sót tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, đại diện công ty Hân Korea nói trong clip. Mấy ngày trước, bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã hạ sinh cho anh một cậu con trai đầu lòng dễ thương. Nhóc tí có biệt danh Ly đâu, được người thân tiết lộ sở hữu làn da trắng trẻo giống mẹ và gương mặt có nhiều nét giống bố. Hiện tại, Quang Hải và Chu Thanh Huyền vẫn đang giấu kín dung nhan cậu quý tử, những hình ảnh đăng mạng xã hội đều khéo léo cho gương mặt bé. Quang Hải và Chu Thanh Huyền hẹn hò 3 năm không công khai. Đến đầu năm 2024, cả hai làm lễ ăn hỏi, sau đó cử hành lễ cưới trước sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đông đảo người hâm mộ. Trong lễ cưới vào tháng 4 năm 2024, Quang Hải và Chu Thanh Huyền chính thức thông báo chuyện sắp đón con đầu lòng. 3 tháng sau đám cưới, cả hai đón con trai Ly đâu chào đời. Quang Hải là người vui mừng nhất khi bà xã sinh em bé. Trong suốt quá trình nàng mang bầu, đi sinh, Quang Hải luôn dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên vợ, chăm sóc cô cũng như tích cực mua sắm trang thiết bị hiện đại, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho con trai khi nhóc tí ra đời.